Chùa Tây Phương thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội là một trong những ngôi chùa độc đáo nhất Việt Nam. Tại đây, bộ tượng Phật giáo thời Tây Sơn, niên đại cuối thế kỷ thứ 18 đã được công nhận là bảo vật quốc gia. Thế nhưng, trong suốt thời gian qua, ngôi cổ tự này đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều hạng mục bị mối mọt, những bức tượng vốn là bảo vật quốc gia phải chịu cảnh hư hại từng ngày. Lý do của điều này là bởi dự án tôn tạo, tu bổ đã bị đình trệ, bất chấp việc chính quyền thủ đô đã công nhận điểm du lịch di tích quốc gia đặc biệt chùa Tây Phương từ tháng 7 năm 2022. Và nếu điều này còn tái diễn, thì rất có thể những bức tượng hơn 200 năm tuổi này sẽ không còn là bảo vật quốc gia khi mà dự thảo luật di sản văn hóa sửa đổi được Quốc hội thông qua. Năm 2022, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch cũng đã hoàn thành cái việc mà lập hồ sơ đề nghị xây dựng luật di sản văn hóa. Thì trong những cái chính sách đề cập đến bổ sung quy định về thẩm quyền quyết định bãi bỏ quyết định công nhận bảo vật quốc gia, trong cái trường hợp mà khi Thủ tướng đã quyết định công nhận bảo vật quốc gia nhưng sau đó đủ căn cứ để khẳng định nhóm các hiện vật không đủ tiêu chí hoặc có nguy cơ hoặc hủy hoại, không còn khả năng bảo quản phi giá trị, thì cái này cũng là một trong những cái biện pháp để mà các đơn vị quản lý sẽ có trách nhiệm hơn đối với cái việc mà bảo quản. Được xây dựng từ đầu năm 2022, đến nay Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành xong khung nội dung chính cho dự thảo xây dựng luật di sản văn hóa sửa đổi. Ngoài những vấn đề về bảo vật, văn bản này cũng đã bổ sung nhiều nội dung mới, tăng cường sự quản lý nhà nước trong lĩnh vực di sản. Chúng ta cũng đã được UNESCO ghi danh 7 di sản tư liệu ở trong cái chương trình Ký ức Thế giới, khu vực quốc tế và châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên là cái quản lý nhà nước, vấn đề bảo vệ phát huy giá trị di sản tư liệu thì chưa được quy định ở trong luật. Cho nên là đây là một cái nội dung mới mà sẽ được nghiên cứu để chúng tôi đề xuất để sửa đổi bổ sung vào trong luật lần này. Trong cái việc mà xây dựng các văn bản hướng dẫn luật di sản văn hóa sửa đổi sau năm 2024 ấy, trong cái thủ tục hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền công nhận của quốc gia thì sẽ có phần bổ sung, phải có cam kết của các bộ ngành địa phương về phương án cũng như là về kinh phí bảo vệ, bảo quản, phát huy giá trị của quốc gia sau khi công nhận. Trong những tháng tới đây, dự thảo xây dựng luật di sản văn hóa sửa đổi sẽ được lấy ý kiến từ các đơn vị, bộ ngành trước khi trình chính phủ. Và nếu mọi chuyện thuận lợi, văn bản trên sẽ trình Quốc hội xem xét đưa vào chương trình xây dựng luật năm 2024 vào quý 3 năm nay.